Ok, xin chào các bạn. Mình là Jens, đây là Tarot Reader tại kênh 127 Tarot Apprentice. Một nơi mình chia sẻ đam mê của mình đối với lại tâm lý con người cũng như là những vấn đề huyền bí. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một chủ đề, đó là điểm thu hút của bạn nằm ở đâu. Điểm thu hút ở đây có thể là tính cách, ngoại hình hoặc là những cái hành vi của bạn chẳng hạn. Thì chúng ta cũng thì thông qua những cái lá bài Tarot và Oracle thì chúng ta sẽ cùng nhau thử khám phá cái điều này nhé. Và thu hút ở đây đó là thu hút bất kể là online hay offline đều được. Đại khái là một cái điểm mà khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú với bạn. Hôm nay ở đây chúng ta sẽ có 3 nhóm bài tương ứng với lại 3 lá bài có sẵn ở đây nhé. Và mỗi lá bài các bạn thấy là cũng đã có một chút xíu liên quan tới tính cách của các bạn rồi. Thì mọi người có thể bỏ qua cái phần information trên này và mọi người chỉ cần tập trung vào những cái hình ảnh ở đây thôi. Thì các bạn hãy lựa chọn ở đây một lá bài các bạn cảm thấy được thu hút nhất. Và sau đó thì mình sẽ giải bài cho các bạn nha. Thì mọi người đừng quên bấm follow kênh của Giang, chia sẻ kênh hoặc là bấm theo dõi fanpage Instagram của Giang cho những các bạn cảm thấy hứng thú nhé. Và hãy nhớ đây là đại bài chung ứng rất là nhiều người nên nó không thể nào phù hợp hết cho tất cả các bạn được. Thì các bạn hãy lựa chọn những cái thông điệp mà nó phù hợp với lại mình nhất. Còn nếu không thì các bạn có thể lắng nghe những video khác hoặc là những cái bạn tarot reader khác. Và mình ở đây để nói những thông điệp các bạn cần nghe chứ không phải những điều mà các bạn muốn nghe nhé. Ok, thì đến lại nhóm bài đầu tiên. Xin chào các bạn, nhóm một những bạn đã chọn lá bài táo ha, với cái thông điệp đó là continuance. Rồi thì đây là đại bài cho các bạn với cái chủ đề đó là điểm thu hút của bạn là gì nha. Điểm thu hút của bạn nằm ở đâu, sorry. Đợi mình chút xíu. Những cái này qua bên này. Chờ nói dễ xếp bài hơn. Rồi bắt đầu lật bài nhé. Đối với lại lá Apple Continuance ở đây thì nó liên quan tới những cái sự phản đối, một phần tính cách ha. Các bạn có lá Gemini, Passion, Tám Kiếm, The Fool. Seven of Fire, The Suit of Blood. Đợi mình chút xíu nhé. Rồi, điểm thu hút của các bạn nhóm một nằm ở đâu? Nếu như mà nói là điểm đầu tiên thu hút của các bạn, nó sẽ là liên quan tới tính cách nha. Mình thấy được khá là rõ ràng một điểm tính cách của các bạn nhóm một đó, đó là các bạn là những người không bỏ cuộc. Nếu như mà các bạn mà đã kiên quyết là mình phải làm được một cái gì đó và các bạn tin cái điều mà mình đang làm là điều đúng đắn thì các bạn sẽ luôn cố gắng làm hết sức mình và sẽ luôn cố gắng tìm cách để mà giải quyết được cái vấn đề, bất kể là cái vấn đề đó nó khó khăn như thế nào hay là mọi người nói với lại bạn là cái hoàn cảnh đó hay là cái thử thách đó nó rất rất khó để mà các bạn có thể giải quyết. Một điểm nữa của các bạn nhóm 1 đó là các bạn cực kỳ tò mò về thế giới xung quanh. Và cái mà các bạn tò mò đó là cái điều mọi người nói nó có thật sự là không giải quyết được không, hay là cái điều mà mọi người nói nó có kiểu như là thật sự là không phù hợp với bạn hay là không. Bản thân các bạn khi mà ra lá Gemini là liên quan tới song tử đúng không? Thì đối với lại các bạn song tử ở đây có một cái điểm nữa mà mình thấy đó là các bạn khá là dễ để mà dung nhập vào những cái thế giới mới. Tức là các bạn không có ngại sự thay đổi và các bạn cũng là những cái người ở một mặt nào đó Giang cảm nhận nha, là các bạn là những người khá là tích cực vào mọi thứ xung quanh. Cái điểm tích cực của các bạn đó là các bạn không tin mọi thứ hoặc mọi nơi hoặc mọi người nó đều là xấu. Bạn tin là ở trong cái xấu nó có điểm tốt và ở trong cái tốt nó sẽ có cái xấu ha. Thì đó cũng là một cái điểm
positive nữa của bạn. Tuy nhiên á, chính bởi vì các bạn là những cái người mà gọi là theo ngôn ngữ của gia nha, tức là các bạn là những người thích đâm đầu vào, những cái chỗ nguy hiểm và những cái chỗ ít ai tìm tới á, nên là đôi khi các bạn sẽ tự đẩy mình vào những cái tình huống khá là gọi là khá là khó để thoát ra, hay nói như kiểu là các bạn tự lấy đá đập vào trong á, kiểu dạng như thế. Có đôi khi các bạn sẽ cảm thấy khá là thất vọng về bản thân khi mà các bạn không tìm được một cái giải pháp tối ưu, hoặc là đôi khi các bạn sẽ suy nghĩ sẽ khá là down mood và suy nghĩ là có khi nào mình đã làm quá vấn đề lên, hay là mình đã dạng như là cố gắng khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh nó trở nên phức tạp hơn. Một điểm thu hút nữa của các bạn nhóm 1 ha, mình không chắc, mình không khẳng định là các bạn xinh hay không, nhưng các bạn là những người tương đối là có chú ý tới sức khỏe, và đặc biệt là có liên quan tới thực phẩm các bạn đưa vào cơ thể mình mỗi ngày. Tức là không nhất thiết các bạn phải đi tập gym 7 ngày trong tuần hay là 3 ngày trong tuần gì đó, nhưng mà các bạn có cái sự chú ý tới sức khỏe của mình, tới những cái món đồ mình ăn nó có thật sự là healthy không hay là nó không healthy đó. Nói chung là có cái sự quan tâm sức khỏe ở trong đó, và cái điểm này cũng là một điểm khiến cho mọi người cảm thấy khá là thu hút ha. Một vài bạn nhóm 1 ở đây thì các bạn cũng là những người khá là thích những cuộc hành trình trải nghiệm. Tức là mình ví dụ khi mà các bạn đi làm đi, hoặc là các bạn chơi với một ai đó mà kiểu như đó là một cái nơi, một cái công việc bạn chưa bao giờ làm, hay là một cái kiểu người bạn chưa bao giờ tiếp xúc á, thì bạn không có ngại tiếp xúc. Tức là bạn không có ngại bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Và kể cả khi không có ai ủng hộ, các bạn cũng vẫn sẵn sàng dẫn thân hoặc là làm một cái điều gì đó khác ha. Thì cái điểm này cũng là một cái điểm mà mọi người cảm thấy khá là thú vị về bạn. Bạn cũng là một người tương đối là dứt khoát, khá là dứt khoát trong các cái quyết định của mình. Và bạn cũng là một người biết được giá trị của việc làm việc nhóm, hay là của cái việc là kiểu như có những, tức là chúng ta không thể nào giải quyết hết tất cả mọi thứ được, và cái tinh thần của cộng đồng, hay là cái tinh thần của đoàn kết, hay là cái tinh thần của tổ chức đó, cũng là một cái điều mà các bạn cực kỳ là rõ ràng. Và các bạn, tức là các bạn không bao giờ nhận hết kết quả về mình, mà bạn sẽ luôn cố gắng hỗ trợ hoặc là cố gắng để thúc đẩy mọi người xung quanh cùng nhau phát triển. Có thể nói đơn giản các bạn là một các bạn là một người để hợp tác khá là tốt ha. Hay nói vui vẻ hơn nữa, tức là các bạn là một cái người mà nhét các bạn vào chỗ nào các bạn cũng sống được. Nhưng mà nếu như có một lúc nào đó các bạn không sống được đó, thì nó không phải là bởi vì bên ngoài, nó là tại vì bên trong các bạn đang không ổn. Hoặc là bởi vì giống như vậy, nó là các bạn rất là thích lấy đá kê chân. Một vài bạn nhóm một ở đây, các bạn có thể có hai cuộc sống khác nhau nha. Tức là cuộc sống với cộng đồng và cuộc sống với cá nhân mình rất là khác nhau. Một bên rất là sáng và một bên rất là tối. Thì đây cũng sẽ là một cái mà các bạn cần phải một lời khuyên thôi, là các bạn cần phải tìm được cái điểm dung hòa của mình giữa hai cái thế giới này. Cái việc mà các bạn có hai cách sống ở hai thế giới này, thậm chí là nhiều hơn hai nữa cơ, cũng là một điểm khiến mọi người khá là thắc mắc. Tại vì mọi người không rõ là bạn sẽ dung hòa những cái sự khác nhau giữa các cái thế giới này như thế nào. Nhưng mà đại khái là các bạn dung hòa được, các bạn sẽ dung hòa được nếu như các bạn chịu ngồi cái tìm, các bạn chịu tìm điểm giao giữa những cái thế giới này. Một vài bạn nhóm một, các bạn là những người cũng có trực giác khá là tốt nha. Và cái trực giác của bạn nó tốt vào đúng thời điểm, nên là cũng khiến cho khá là nhiều người để tâm đến cái điều này. Và các bạn là một người không ngại đứng lên bảo vệ lý lẽ của bản thân, hoặc là những cái lý lẽ mà các bạn cho là bất hợp lý nha. Tức là kể cả khi cái việc, tức là ví dụ như là bạn là một nhân viên bình thường thôi, nhưng mà leader đã làm một cái gì đó sai thì bạn rất là thẳng thắn đứng lên nói ra cái ý kiến. Tất nhiên sau khi bạn nói ra, bạn còn tiếp tục được công việc không, hay là
Leader có lắng nghe ý kiến của bạn không á thì mình không chắc, nhưng mà nói chung là bạn là một người sẽ không ngại đứng lên nói ra cái tiếng nói của mình. Một vài bạn giám mục ở đây mình có cảm giác các bạn là những người rất quan trọng giá trị đạo đức của con người nhé. Tùy vào cái định nghĩa đạo đức của các bạn nó là cái gì. Có một vài bạn nhóm 1 thì các bạn cũng là những người thích giao lưu bên ngoài. Cái giao lưu ở đây tức là các bạn đi đến những cái địa điểm cực kỳ dễ để giao lưu, như là quán bar hay là những cái event hay là những cái nơi đông đúc các kiểu á. Chứ nó không phải là kiểu là chỉ communication dạng ở trên mạng xã hội hay là được bạn bè hướng tới đâu, mà các bạn là tự đi tìm người để mà các bạn có thể giao tiếp luôn. À, không biết các bạn nhóm một các bạn làm ngành gì, nhưng mà có cảm giác các bạn nhóm một hầu hết sẽ liên quan tới HR, liên quan tới hiring recruitment, liên quan tới mạng, liên quan tới marketing, liên quan tới event, liên quan tới production. Các thể loại mà bạn phải làm việc với nhiều người á thì các bạn sẽ khá là phù hợp. Ok, các bạn cho các bạn nhóm một ở đây ha, thì mình hy vọng các bạn đem lại cái thông điệp đó cho bạn. Bạn có điều gì muốn hỏi muốn chia sẻ thì bạn có thể để lại bình luận cho em biết, chị sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm một trong những phần sau. Bye bye. Ok lá, xin chào những bạn nhóm 2, những bạn đã chọn bông hoa chắc phôn trinh với ý nghĩa ở đây rất là hot ha. Thì đây là trả bài cho các bạn về cái chủ đề, đó là cái điểm thu hút của bạn nó nằm ở đâu và nó thu hút mọi người như thế nào nhé. Năng lượng của nhóm 2 có tâm linh ở trong này nha. Một năng lượng tâm linh hoặc tinh thần khá là lớn đang dạt dào trôi nổi ở trong cái trải bài này. Rồi điểm thu hút của các bạn là gì? Đầu tiên mình thấy rõ nhất đó là các bạn là những người chịu áp lực rất tốt, áp lực rất rất tốt trước mọi người luôn á. Kiểu như là cho dù cái việc đó nó kiểu như là tất cả mọi người đều cảm thấy là cái chuyện đó nó vô vọng, nó tuyệt vọng rồi á, thì bạn vẫn có niềm tin, bạn vẫn có niềm tin là tất cả mọi chuyện nó rồi sẽ ổn thôi, hay là tất cả mọi chuyện nó rồi sẽ được giải quyết bằng cách này hay là cách khác. Bản thân các bạn nhóm 2 có một điểm thu hút nữa là các bạn sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng hy sinh cho những cái gì mà các bạn tin tưởng hoặc là những gì mà các bạn hy vọng. Mình sẽ ví dụ như là khi bạn làm một cái dự án nào đó đi và kiểu như là cả team đều cảm thấy như kiểu là bây giờ có cố nữa cũng không được gì á, thì bạn sẽ không có ngồi đó bạn đôi co với lại nhóm bạn là dạng như chúng ta vẫn chưa làm cái này, chúng ta vẫn chưa làm cái kia, mà bản thân bạn sẽ là người tự đi thử những cái gì mà bạn cảm thấy vẫn còn đáng thử hoặc là nên thử. Và bạn có thể thậm chí là làm, tức là lúc đó bạn có thể làm thậm chí gấp đôi gấp ba so với bình thường luôn. Cái quan trọng ở đây đó là các bạn nó sao, tức là các bạn nhóm 2 có một cái tinh thần bất khuất luôn á, có thể gọi là bất khuất, chống chịu cho tới cùng, cho tới khi nào mà thật sự là dạng như nó không còn một cái điểm nào để các bạn có thể thay đổi được nữa thì các bạn mới bỏ qua cái dự án đó hoặc là bỏ qua cái cơ hội đó ha. Đấy là một điểm mạnh, cũng sẽ là một điểm yếu, tại vì nó cũng sẽ đồng thời có một cái yếu điểm, đó là các bạn dành quá nhiều thời gian vào một cái dự án mà có thể là bỏ qua những cái cơ hội khác. Nhưng mà tất nhiên cái này là tính cách của mỗi người thôi và Giang không có phán xét gì ở đây cả, nhưng mà đại khái là cái việc kiên trì không bỏ cuộc này của bạn là một điểm cực kỳ thu hút mọi người xung quanh. Có một cái ở đây nữa, thật sự thì cái này nói là điểm thu hút của bạn nghe hơi kỳ, nhưng mà các bạn là những người có niềm tin tâm linh ở trong người nha. Cái niềm tin tâm linh này không nhất thiết các bạn phải theo tôn giáo, mà ở đây là có thể các bạn, ví dụ như là các bạn có những niềm tin vào linh hồn nè, niềm tin vào những cái higher self, hay là các bạn có niềm tin vào những cái người bảo hộ mình chẳng hạn, hoặc là ví dụ như các bạn tin là ông bà đã chết vẫn luôn bảo vệ mình, nó cũng là một cái kiểu niềm tin nha. Các bạn có niềm tin vào cái này. Và có một cái nữa mình thấy ở các bạn nhóm 2, các bạn có tâm rất là tương đối là hướng thiện và khá là tìm cách giải quyết mọi thứ trong hòa bình. Không biết là các bạn nhóm 2 cái cung chủ đạo của bạn là gì, nhưng mà có cảm giác cung chủ đạo của các bạn chính xác là cung nước đó. Nói chung là nó có cái tính
giảng hòa, dĩ hòa vi quý khá là nhiều ở trong các bạn nhóm 2. Bản thân các bạn cũng là một người khá là sẵn sàng hỗ trợ mọi người xung quanh, và cái điểm này cũng là một cái điểm khiến cho mọi người cảm thấy rất là thu hút. Tại vì bạn hỗ trợ người khác á, nó không phải là tại vì bạn cố gắng tỏ ra mình là một người tốt, mà bởi vì bạn cảm thấy mình có thể giúp được cái gì mọi người thì mình sẽ giúp. Hoặc cũng có thể nó liên quan tới niềm tin, nó cũng có thể liên quan tới niềm tin tâm linh của bạn đó. Đó là kiểu như là làm việc thiện thì sẽ là tích đức cho đời, hay là dạng như là các bạn tin vào nghiệp quả chẳng hạn đó, thì những cái gì mà các bạn đang làm nó thật ra thì mình nghĩ là sẽ tùy mỗi người. Đối với Gen đó, thì cái việc các bạn làm vì vì để mục đích cá nhân, hay là cái mục đích cá nhân của bạn nó liên quan tới mục đích xã hội, nó không quan trọng. Cái quan trọng là các bạn chịu làm, mình thấy cái đó nó quan trọng hơn ha. Tại vì có rất nhiều người thì người ta cũng nghĩ cho bản thân, nhưng mà cuối cùng người ta không có làm giúp ai cả. Thì cái việc các bạn nhóm 2, các bạn giúp đỡ được người khác, đó là một cái điều good, nó là một cái điều tốt ha. Một vài bạn nhóm 2 ở đây thì có thể các bạn sẽ có liên kết sâu hơn liên quan tới tâm linh. Tức là không nhất thiết các bạn phải xem tarot, các bạn xem bói cái gì đó, nhưng mà các bạn có thể có những cái cảm nhận khá là nhạy cảm khi các bạn liên kết với người khác. Ví dụ như tại vì cái này là một cái điểm khoa học chưa giải thích được nên Giang chỉ nói thôi ha. Tức là ví dụ như là bạn thân của Giang đi chẳng hạn, thì bạn ấy có thể cảm nhận được khí của người khác. Là vậy, nhưng mà bạn thân một em mà đến gần người khác, bạn ấy sẽ cảm nhận được cái khí của người đó đang nặng nề, hay là đang vui vẻ, hay là đang bình thường. Tức là lúc đó là kiểu như là chưa có cần xem mặt, tức là không có biết là ai luôn nha, nhưng mà kiểu như đi ngang qua bạn thân của Giang thôi là bạn ấy cũng cảm nhận được như vậy. Thì bạn cũng hay là một người mà có cái khả năng đó ở trong người ha. Tính cách của các bạn nhóm 2 á, bề ngoài hả? Nếu như các bạn nhóm 2 mà là nam á, thì tóc tai của các bạn sẽ khá là gọn gàng và mặt của các bạn tương đối là sáng, nhưng mà mặt bạn sẽ nhìn khá là hiền, hoặc là có một cái gì đó để khiến mọi người có cảm giác là bạn đã trải qua khá là nhiều trắc trở ở trong cuộc sống. Còn nếu như mà là các bạn nữ á, thì các bạn có thể là có tóc dài, hoặc các bạn có thể là có tóc dài, là tóc dài hẳn luôn á nha, tóc dài xuống lưng hay xuống dưới nữa. Còn nếu như không là các bạn tóc ngắn hoàn toàn luôn, tức là nó không có lưng chừng ở giữa, một là dài hẳn hay là ngắn hẳn nha. Và nếu như mà là con gái hả, con gái thì các bạn khá là xinh, các bạn có cái nét duyên ở trong khuôn mặt của mình, chứ không nhất thiết là xinh. Các bạn có một cái nét duyên nào đó, ví dụ như là có lúm đồng tiền, hay là các bạn có sự duyên dáng gì đó, và mặt của các bạn mình nghĩ nhìn khá là đoan hậu, chụp đúng từ không ta, tức là đoan trang và hiền hậu á, thì mình đọc tắt là đoan hậu. Các bạn cũng là những người khá là truyền thống nha, khá là truyền thống, và khá là các bạn cũng giống các bạn nhóm một chỗ đó, các bạn cũng là những người có một cái niềm tin về đạo đức con người khá nhiều. Nhưng mà cái niềm tin đạo đức của các bạn nó liên quan tới cái cách mà các bạn suy nghĩ về những cái mối liên kết tâm linh và linh hồn, nó sẽ khác với các bạn nhóm 1 ở điểm đó ha. Có một vài bạn nhóm 2, các bạn là những người ăn chay nhé, ăn thuần chay. Ăn thuần chay là có thể các bạn không ăn trứng luôn á, tại vì chay thì nó có nhiều cái thể loại. Nếu như các bạn nhóm 2 mà là nam á, các bạn dễ là những cái người gánh vác nhiều trách nhiệm ở trong gia đình của mình, và cũng chính và các bạn cũng là những cái người được nuôi dạy khá là tốt, hoặc nếu không á thì ngay từ nhỏ, tức là xuất phát điểm của nhà bạn không tốt lắm, có thể là làm nông, hoặc là nhà có thể từng rất là nghèo, cho nên các bạn hiểu được cái giá trị của con người và cái giá trị của sự lao động khá là cao ha. Và đó là cái lý do vì sao mà các bạn không bỏ cuộc ở trong những cái cơ hội và những cái thử thách mà mình có. Ok, công việc, sorry, tự nhiên mình cũng không hiểu là vì sao mình xem điểm thu hút của các bạn mà chỉ nó lại thành công việc. Nhưng mà mình thấy được là đối với lại các bạn nhóm 2, thật ra công việc nào cũng sẽ hợp với lại các bạn. Tại vì các bạn là một người rất chịu thương và chịu khó, nhưng mà sẽ có những cái công việc liên nhưng mà các bạn sẽ hợp với lại những cái môi trường ít drama. Nó thật là nó ít drama. Ví dụ như là môi trường sản xuất đi, hoặc là mình ví dụ nha, tại vì thật ra thì Giang chưa có tham gia vào hết những cái môi trường kinh doanh, nhưng mà Giang quan sát bạn bè mình á, thì Giang thấy là ví dụ như môi trường sản xuất mà các bạn làm
kiểu các bạn làm từ nhân viên lên á thì nó tương đối là yên bình, hoặc là những cái môi trường văn phòng cố định đó thì nó sẽ hợp với lại các bạn nữ. Các bạn nam thì các bạn sẽ hợp với lại, thật ra các bạn nam mình thấy làm gì cũng được, sản xuất kinh doanh nhưng mà nó không liên quan tới công nghệ nha. Mình không nghĩ các bạn nhóm 2 là những người quá mức nhạy cảm với công nghệ. Các bạn làm cái gì đó mà nó thuần tay chân, hoặc là nó thuần tức là nó đúng cái công việc mà các bạn học á thì nó ổn. Nhưng mà vậy là liên quan tới technique, liên quan tới công nghệ quá cao, ví dụ như coder hay là internet các kiểu, thì mình thấy là các bạn không hoàn toàn phù hợp đâu. Không biết có ai trong này không, nhưng mà có một vài bạn nhóm 2, các bạn có thể có một cái nghề, nó không hẳn là cái nghề nhưng mà các bạn có thể có một con đường nữa, đó là các bạn tu hành ha. Cũng là một cái điểm thu hút, tại vì thật ra cái con đường tu hành đó không phải ai cũng làm được. Và tu hành ở đây không nhất thiết là các bạn phải lên núi, vô chùa, hay là các bạn làm lên mục sư các kiểu nha, mà có thể là các bạn tự tu nghiệp của mình bằng cách nguyện, các bạn ăn chay, hay là các bạn thiền, hay là các bạn sẽ có những cái giây phút ở trong ngày mà các bạn đọc cái gì đó chẳng hạn. Nói chung là Giang cũng không phải bên cái hướng đó, nhưng mà Giang có bạn ở bên đó nên là Giang biết được một vài thứ thì Giang chia sẻ vậy thôi ha. Rồi ok, thì mình kết thúc trải bài cho các bạn nhóm 2 ở đây ha. Thì mình hy vọng trải bài đem được cái thông điệp đó cho bạn. Và có điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho Giang biết, Giang sẽ tập và trả lời nha. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 2 trong những video lần sau. Bye bye. Ok, thì các bạn nhóm 3, nhà bạn đã chọn cái hình này, bông cải xanh cùng với lại dòng chữ đó là leadership, đó là tinh thần lãnh đạo ha. Thì đây là trả bài cho các bạn với cái chủ đề đó là điểm thu hút của các bạn nằm ở đâu. Giờ Giang sẽ lật bài cho mọi người để giải nhé. Bài của nhóm nào hôm nay cũng rất là thú vị của mình. Rồi, điểm thu hút của các bạn. Điểm thu hút ở đây đầu tiên của các bạn nhóm 3, các bạn là những người có định hướng rất rõ ràng ở trong cuộc sống. Các bạn là một người biết rất rõ, không phải biết mà là các bạn tự xác định cho mình rất rõ ha, công việc thế nào là phù hợp với bạn, một người bạn đời thế nào là phù hợp với bạn, hay bạn muốn cống hiến như thế nào ở trong cuộc sống. Các bạn rất rõ ràng về cái điểm này, và các bạn cũng là những người có thể là lập kế hoạch hoặc là lập mục tiêu cực kỳ là chi tiết ngay từ khi các bạn còn rất là nhỏ về hình ảnh của các bạn trong 5 năm, trong 10 năm tới. Thì cái việc mà các bạn biết rất là rõ ràng những cái này á, là một cái điểm khiến cho mọi người cảm thấy rất là thú. Tại vì rõ ràng là có rất là nhiều người, hay thậm chí là Giang đi, đến bây giờ thì Giang vẫn chưa rõ được bản thân mình muốn làm cái gì. Nhưng mà các bạn thì các bạn nhóm 3 thì các bạn đã rất là rõ ràng cái điều này rồi. Đây cũng có thể là cái lý do vì sao các bạn có tinh thần của leadership, có tinh thần của một người lãnh đạo. Tại vì rõ ràng những người lãnh đạo là những người họ cần phải xác định được mục tiêu mình làm cái gì. Và có một điểm nữa là các bạn rất sẵn sàng hành động cho những gì mà các bạn cảm thấy là các bạn cần phải làm. Nó không hẳn là có tinh thần song pha, nhưng mà tức là các bạn tức là các bạn không ngại bắt đầu, mọi người hiểu không? Các bạn có một cái tinh thần đó là không ngại bắt đầu. Và các bạn cũng là những cái người mà có một cái tinh thần đó là các bạn không ngại thử ở những cuộc chơi lớn hơn. Nó không chỉ dừng ở cái việc đó là các bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, mà nó sẽ còn là các bạn đi tìm kiếm những cái cơ hội rủi ro, những cái cơ hội mà kiểu như bạn có thể là chỉ có 0.1% cơ hội ở trong đó thôi, các bạn vẫn sẽ thử, các bạn vẫn sẽ làm. Bản thân các bạn nhóm 3, một vài bạn nhóm 3 đây ha, các bạn có thể là những người mà có tinh thần hướng ra ngoại quốc khá là nhiều, và các bạn có thể học nhiều hơn một ngôn ngữ, hoặc là các bạn biết nhiều hơn một ngôn ngữ chẳng hạn. Một vài bạn ở đây cũng có thể các bạn là những người liên quan tới du lịch, liên quan tới ngành du lịch, hoặc là bản thân các bạn là những người muốn được đi, muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Và đó là lý do vì sao mà các bạn không ngại kết thúc những cái gì cần kết thúc và bắt đầu bước lên một cái hành trình mới ha. Một cái tinh thần rất là tốt luôn. Nói chung là chỉ cần các bạn thấy cơ hội, một cái cơ hội mà các bạn
mà các bạn phân tích và các bạn thấy nó hợp với lại cái mục tiêu cuộc sống mà các bạn đề ra, thì các bạn sẵn sàng kết thúc công việc ở chỗ này và chuyển sang một cái môi trường khác. Các bạn nhóm 3 cũng là những người có tinh thần tranh đấu rất là cao nha. Cái tranh đấu ở đây đó là cái tranh đấu này của các bạn sẽ có một điểm không được tích cực cho lắm, đó là các bạn nó sẽ không giống trong bạn một cái tinh thần hoàn toàn khác hai bạn nhóm trước luôn. Tức là mình sẽ ví dụ như là nếu như trong team bạn đi có một người nào đó làm việc không hiệu quả thì bạn sẽ không ngại nói thẳng, phê bình thẳng cái điều đó ra, và bạn thậm chí là sẵn sàng mình sẽ ví dụ bạn đang là nhân viên bình thường và leader của bạn thì người ta gặp vấn đề đi, tức là người ta làm sai một cái gì đó bởi vì một cái lý do gì đó, thì bạn sẽ ngay lập tức tìm cách để chiếm lấy cái cơ hội của cơ hội dành cho mình. Đó là một điểm tốt cũng là một điểm xấu, tại vì chính cái việc đó đôi khi khiến các bạn có nhiều kẻ thù hơn là các bạn nghĩ ha. Mình thì mình không rõ cái mục tiêu, tức là mình không chắc lắm về cái mục tiêu to lớn mà các bạn nhóm 3 đặt ra cho bản thân, nhưng mà mình có cảm giác các bạn là những người thích làm ở những công ty lớn hoặc là được thực hiện những cái dự án lớn. Nó không nhất thiết phải kiếm về nhiều tiền cho bạn, nhưng nó phải kiếm được nhiều danh tiếng cho bạn. Bạn là một người rất quan trọng đến danh tiếng của bản thân cũng như là cái hình ảnh của mình, và các bạn muốn những cái các bạn một cái số nhiều mục tiêu các bạn đặt ra cho bản thân đó là hình ảnh của mình hay là cái địa vị của mình nó phải cao lên theo thời gian. Còn mà thật ra cái đó cũng không thể nào nói là không nghĩ tới tiền á, tại vì địa vị cao thì đương nhiên là tiền của các bạn á, ý là cái phần kinh tế các bạn nhận được tương ứng nó sẽ tăng lên. Một vài bạn nhóm 3 ở đây cũng có tinh thần khởi nghiệp khá là nhiều ha, và các bạn và cái điều thu hút của các bạn đó là chính là ở cái việc các bạn không ngại thử, các bạn không ngại thử, các bạn không ngại chen chân vào những cái thị trường mà có vẻ như đã bị bão hòa hay là không còn tiềm năng nữa. Và các bạn, và nếu lỡ như cái việc kinh doanh của các bạn nó thất bại nhá, thì các bạn cũng không ngồi đó để khóc lóc hay là buồn bã, mà các bạn sẽ sẵn sàng viết tiếp một cái kế hoạch tiếp theo từ những cái kinh nghiệm các bạn đã có ở trong cái sự thất bại trước. Nói chung là một cái tinh thần dám làm, dám thử, kiểu rất là active, rất là năng động luôn á. Có một tính nữa của các bạn nhóm 3 mà mình không chắc là vì sao cái này lại là điểm thu hút ha, đó là các bạn có ơn tất trả, có thù tất báo nha. Không biết là báo bằng cách nào và sẽ báo trong bao lâu, nhưng mà đại khái thì các bạn là những người mà biết ai mà giúp bạn thì bạn sẽ giúp lại hết mình, nhưng mà ai mà chơi bạn là bạn cũng chơi lại, không chịu được sống luôn. Các bạn nhóm 3 ở đây cũng có thể là những người có sự may mắn ở trong cuộc sống của mình nha. Cái sự may mắn ở đây của các bạn có thể liên quan tới cơ hội đầu tư, cơ hội tài chính, cơ hội kinh doanh, hoặc là cái sự may mắn của bạn ở đây có thể là nằm ở cái việc ví dụ bạn luôn biết được ai là người hại mình chẳng hạn. Mặc dù cái này nghe hơi kỳ nhưng mà nó cũng có thể là như thế. Tuy nhiên là hãy cẩn thận với lại cái việc mà có người hại bạn nha, bởi vì mình vẫn có cảm giác là đôi khi các bạn nhắm đa sẽ chuyển xé đá ra to và rốt cục các bạn là tự lấy đá kia chân mình. Tức là có những cái, có những chuyện có thể bỏ qua được, nhưng mà các bạn nhắm đa thì quá là rạch ròi, quá là rõ ràng. Đấy, và tính cách của các bạn quá mạnh cho nên là các bạn sẽ làm nó tới cùng. Cái này tại vì Giang đã vừa mới trải nghiệm một cái người có năng lượng tương tự thế này rồi. Tức là tâm tính các bạn không hề xấu, nhưng mà cái cách các bạn nói chuyện hoặc là cái ngôn ngữ mà các bạn dùng dễ khiến cho người đối diện người ta hiểu lầm. Nó sẽ giống như kiểu là không, tức là ok, tức là điểm sai không ai muốn, nhưng mà cái lời phê bình mà kiểu ám chỉ một cách quá gay gắt thì cũng không ai muốn nghe, chỉ dạng như vậy. Có một vài bạn nhóm 3 ở đây thì các bạn là những người có khát cầu khá là cao về mặt kiến thức, hoặc các bạn học rất là cao nha. Và đây cũng là một cái điểm thu hút của bạn. Từ các bạn nhóm 3 có một vài bạn, các bạn có thể là học, các bạn có thể học thậm chí là lên tiến sĩ hoặc là học nhiều văn bằng cùng lúc. Đó, nói chung là một cái người mà mình phải công nhận là cực kỳ active ở trong cuộc sống luôn. Nghề nghiệp hợp với các bạn. Thật ra thì Giang không biết các bạn làm nghề gì, nhưng mà có cảm giác các bạn sẽ làm những cái nghề đầu tiên là nó liên quan tới
Khởi nghiệp, hồi nãy mới nghe nói rồi đúng không? Nếu như không phải khởi nghiệp, nó sẽ là những cái gì đó liên quan tới đầu tư, hoặc là liên quan tới tài chính, hoặc là liên quan tới quản lý, ví dụ như là quản lý dự án chẳng hạn đấy. Hoặc là mình nói là các bạn có thể liên quan tới travel, liên quan tới du lịch, cũng có một vài bạn ở đây thì có thể liên quan tới đối ngoại, đối nội, xuất nhập khẩu, marketing cũng được. Nhưng mà marketing tính của các bạn nhóm ma là marketing hơi hơi rủi ro nha. Tức là nếu như marketing thì nó sẽ phải là một cái môi trường mà nó sao ta, tức là nó sẽ cần là một cái môi trường hoặc là cực kỳ sáng tạo, hoặc tức là nó cực kỳ mở, hoặc đó là một cái môi trường mà nó tương đối là rõ ràng á, kiểu dạng như thế. Cũng có một vài bạn nhóm ba ở đây, có thể các bạn sẽ đi theo con đường teaching, đi theo con đường dạy học, nhưng mà cái dạy học này của các bạn mình thấy cũng khá là hạn chế. Tức là cái dạy học này mà có thì nó là một cái nghề thứ hai, chứ nó không phải nghề chính của bạn đâu. Còn nếu như đó là nghề chính thì bạn chắc chắn là làm một cái gì đó bên cạnh cái nghề dạy của mình, ví dụ như là đầu tư hay là chơi chứng khoán các kiểu chẳng hạn. Cũng có một vài bạn ở đây có thể là làm việc cho đại sứ quán nè, có thể làm việc cho đại sứ quán hoặc là làm việc cho các tổ chức khác nhau ở trên thế giới. Nói chung á, là nhóm ba, cái điểm thu hút của các bạn nó bật lên từ chính cái con đường sự nghiệp của bạn, là đơn giản là tại vì bạn rất giỏi và bạn rất có tiềm lực, rất có khả năng, cho nên là cực kỳ thu hút mọi người luôn. Xét về bề ngoài hả? Xét về bề ngoài mà là các bạn nữ á, thì các bạn không nhất thiết phải là xinh, nhưng mà các bạn tỏ ra một cái thần thái rất là tự tin. Rất là tự tin luôn. Còn đối với lại các bạn nam hả? Đối với các bạn nam thì các bạn cũng sẽ là, các bạn nam thì sẽ khác hơn một chút xíu. Các bạn nam á, thì các bạn sẽ có một cái điểm nào đó để mọi người cảm thấy, tức là các bạn sẽ không phải là nam lạnh lùng, hay là kiểu như là có cái bề ngoài là kiểu như nam tính mạnh, mà các bạn nam thì kiểu như là các bạn sẽ có một cái gì đó ở trên khuôn mặt mà khiến cho mọi người cảm thấy bạn sao ta, nó không phải là có cái sự nữ tính, nhưng mà tức là có một cái gì đó uyển chuyển và linh hoạt ở bên trong các bạn nam nhóm ba có nha. Có một cảm giác các bạn nhóm ba, hình như mình nói hơi xa, nhưng mà mình đang cảm giác là một là các bạn nhóm ba các bạn đã kết hôn rồi, hoặc hai là các bạn rất muộn mới có người yêu và kết hôn. Tại vì các bạn, đối với lại các bạn nhóm ba, sự nghiệp, mình nói đó, danh tiếng, sự nghiệp là những cái cực kỳ quan trọng với bạn. Ok, tôi đợi là bạn nhóm ba ở đây ha. Thì mình hy vọng đã bà đem được cái thông điệp đó cho bạn. Bạn có điều gì muốn hỏi mình chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận cho em biết. Chị sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm ba trong những video lần sau. Bye bye.